Vâng, Thọ Nhật Bãi uh, xin chào toàn thể các bác nhé Thì hôm nay là ngày 18 tháng 1 Em lại tiếp tục em uh, làm video Để uh, quay cho các bác xem những cái mã nổi Từ phân khúc là 220.000 cho đến là gần 2 triệu Thì uh, các bác vào xem video Thì cho em xin một lượt đăng ký kênh nhé Còn cách thức mua hàng của shop thì các bác cứ vui lòng liên hệ cho shop theo hai cái số điện thoại 0985 263 083 và 035 424 3636 Thì bên em sẽ quay video và gửi hình ảnh cho các bác làm sao để các bác xem được rõ nhất, chi tiết nhất cũng như là gửi cái video hướng dẫn sử dụng cho các bác về từng cái mã nồi. Thì đầu tiên là cái con nồi cao tần Hitachi, hay còn gọi là cái con nồi thần thánh mà em hay lên video cho các bác đấy. Với cái mã số là 595, cao tần 1 lít đời 2017 và giá bán là 220 000 bao ship cho các bác với cái giá bán này thì thực tế là bên em đang hỗ trợ cho các bác để dùng trải nghiệm thôi đấy để dùng trải nghiệm cái con nồi như thế này nhìn nó xấu một tí nó cũ một tí nhưng cam kết với các bác là đối với cái mô đen này thì nấu cơm rất là ngon nhé nấu cơm ngon ok cái doang của nó thì có bình ngã màu rồi đấy nó có bình ngã màu như thế này con mã là 595 nhé cao tần một lít đời 27 của Hitachi với cái giá bán là 220.000 nghìn tiếp tục là lên cho các bác một con uh, Hitachi nhưng nó là con áp suất và nó bị xì hơi với cái mã số của nó là 596 dung tích 1 lít sản xuất năm 2006 và giá bán chỉ có 250.000 thôi các bạn 250.000 bao ship cho các bác đối với những cái dòng áp suất mà giá rẻ như thế này thì uh, thực tế là khuyên các bác mua về để hầm xương kho cá kho thịt đấy với cái mức giá rất là hợp lý đối với những bác đã có cái cục đổi nguồn rồi thì sắm thêm một cái nồi như thế này, giá rất rẻ thôi. Đấy. Và cũng thông báo với các bác là giá rẻ thì nó sẽ xấu. Đấy. Giá rẻ thì nó sẽ xấu. Em chỉ bảo hành cái phần phần điện đóm cho các bác chạy ok thôi, chứ còn những cái ngoại hình này hoặc là cái phần doang này hoặc là kể cả cái son. Nếu như những con rẻ tiền thì các bác phải xác định là đấy là những con nó có cái 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 ngoại hình cũng như là nó nhiều cái vấn đề nó xấu thì giá nó mới thấp được các bác còn nếu các bác mà cứ chọn những cái mã hàng ví dụ tầm 7 bảy tám trăm nghìn trở lên thì cam kết với các bác là sẽ có những cái cái sản phẩm đẹp nhé sẽ có những cái sản phẩm đẹp Đấy. Nhìn như con này là các bác có thể là mua về để kho cá kho thịt hầm xương đấy, nhìn thì nó không được đẹp cái phần mica này nó có hơi bị rộp lên rồi đấy nhưng mà tất cả các chức năng nút bấm hoàn hảo em bao cho các bác là dùng ngon lành đấy cái mã là 596 nhá áp suất 1 lít đời 206 với cái giá bán là 250.000. Tiếp tục là em lên cho các bác một con mã 597 này, cao tần 1 lít đời 2016 với giá bán là 440.000. Và lưu ý với các bác là tất cả những cái sản phẩm của shop Thọ Nhật Bãi về nồi cơm điện thì dùng điện 100V nhé. Dùng điện 100V. Đấy, các bác mua cái cục đổi nguồn có công suất từ 1.500W trở lên thì sẽ được cái cái, cái có hai cái dòng đó là một cái dòng màu đen và một cái dòng màu trắng hình vuông Đấy, với cái giá bán là 450.000 sẽ là bao ship cho các bác còn à, những bác nào mà đang có ổ náp á, đang có cái 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 ly hoa thì các bác có thể kéo cái đường dây 100V từ phía sau nó xuống để các bác dùng nhé con này thì ngoại hình đẹp này cái son bên ngoài cũng rất đẹp nhưng mà tiếc là nó có hai cái vết rộp hai cái vết rộp như thế này các bác nhé Đấy, hai cái vết rộp Thì uh, thật ra thì nó cũng chỉ dính một hai hạt cơm thôi Chứ nó cũng không bị dính nhiều đâu Đấy, Cam kết với các bác là Là sẽ không bị dính cơm Nhìn nó hơi xấu một tí Nhưng mà tổng thể con này đẹp này Tổng thể đẹp kể cả cái men nó cũng đẹp Đấy, với giá bán là 440 nghìn nhé Đấy, 440 nghìn Những bác khách hàng nào đã từng mua hàng của shop á, Thì các bác không cần đặt cọc còn bác nào mà chưa mua thì các bác cứ kết bạn Zalo đi, gọi điện kết bạn Zalo. Các bác ưng mã nào các bác chốt thì các bác vui lòng cọc cho em từ 100.000 trở lên. Đấy là một cái cái khẳng định để các bác là quyết tâm mua hàng và khi các bác quyết tâm mua hàng thì bên em sẽ sẽ có cái động lực đóng hàng hơn chứ có có nhiều bác là mua xong rồi lại lại bảo từ từ với thế này thế kia. Đấy khi mà ship giao hàng đến cho các bác các bác từ chối nhận hàng thì nó sẽ là bị uh, móc móp méo này. Có nhiều vấn đề xảy ra. Bởi vì hàng khi mà gửi đi cho các bác thì nó rất là chắc chắn Nhưng mà khi các bác không nhận mà hàng quay đầu về Thì nó sẽ dễ bị vỡ Đấy mà mất công và mất cơ hội của người khác Tiếp tục là cái con này là 598 này 598 nha. Cao tần 1 lít đời 2011 Của Panasonic Với cái giá bán là 770.000 bao ship cho các bác Đối với cái dòng 1 lít thì các bác sẽ nấu được 3 bát gạo quay đầu Đấy, đối với cái gạo dẻo thì nấu 3 bát còn nếu như cái gạo mà nó nở nhiều thì các bác chỉ nấu hai bát rưỡi thôi con này tổng thể son rất là đẹp nhá đang óng ánh kim tuyến này đấy nó đang còn óng ánh kim tuyến và duy nhất nó chỉ có một cái vết chấm nó bằng nửa cái hạt gạo thôi đấy một vết chấm chỗ này còn tổng thể nó đang còn óng ánh kim tuyến này đấy rất là đẹp cam kết con này đẹp cho các bác này và cái phần doang bên trên nó cũng đẹp này. con này bản doang rộng nhá bản doang của con này rộng dài đàn hồi đấy ngoại hình đẹp, mã 598 nha, cao tầng 1 lít đời 2011. Và tất cả nồi cơm này trước khi gửi đi thì bên em sẽ dán chữ tiếng Việt cho các bác. Đấy sẽ dán chữ tiếng Việt cho các bác để các bác dễ dùng hơn, không phải lo về cái cách dùng nữa. Đấy em sẽ dán chữ tiếng Việt cho các bác. Hôm nay em có một cái con Mitsubishi cấp nách và nó có cái cốc bù ẩm nhá. Nó có cái cốc bù ẩm. Đấy, cái cốc nó không phải là cốc mà nó là cái hộc bù ẩm thì đúng hơn chứ không phải là cốc của Mitsubishi này. Với cái mã số là 599 nhé. Cao tần bù ẩm 1 lít đời 2013 của Mitsubishi. Với cái giá bán là 850 nghìn. Đấy. Con này thì cái doang của nó có bị ngả màu rồi. Cái doang nó có bị ngả màu rồi các bác này. Đấy. Và nguyên một cái hệ thống học hơi bên trên nó rất là phức tạp nhé. Là mục đích của nó là nó dùng cái... Đây là cái doang này các bác này. Doang thì nó có bị ngả màu rồi. Tuy nhiên là nó chưa bị rách. Chưa bị rách chỗ nào thôi. Đấy nó sẽ có một cái hộc nước đằng trước này. Đấy, khi các bác nấu cơm thì các bác sẽ bỏ nước vào đây. và lưu ý là bỏ nước vào cũng phải bỏ đúng với cái vạch chia ở giữa nhá. bỏ đúng với cái vạch chia ở giữa. thì nếu như các bác bỏ thấp hơn hoặc cao hơn thì nó sẽ báo lỗi. Đấy, và cái nước ở trong cái hộc này thì nó sẽ được bay hơi lên lên cái nắp trên đây. khi úp cái này xuống là cái phần van bên trên nó sẽ tiếp xúc với phần này. nó sẽ lấy cái hơi nước ở như cái cái hộp đằng trước này để nó bù ẩm cho cho cơm trong cái quá trình mà các bác ủ ấm con này thì son của nó rất là dày đấy son rất là dày có một vài cái vết chấm li ti thôi đấy cũng cam kết với các bác là tình trạng của cái con này là nó chưa bị dính cơm nhá đấy, cam kết là tình trạng nó chưa bị dính cơm đấy con Mitsubishi có hộc nước bù ẩm nhá với cái mã số là 599 này cao tần một lít đời 2013 và giá bán là 850.000 đấy là một cái dòng VIP của Mitsubishi nhá cái dòng Mitsubishi thì nó có rất là nhiều đen những cái model bình thường này thì là hàng cao tần. còn những cái model là tách đường này những model là có hộc nước bù ẩm này đấy nó cũng không kém những cái cái hãng khác đâu một dòng Mitsubishi và cái chế độ dùng của cái cái hãng Mitsubishi thì nó làm nó cũng rất là dễ dùng đấy cái cách dùng của nó cũng rất là dễ các bác nhá đấy con mã 599 cao tầng 1 lít có hộc bù ẩm sản xuất năm 2013 với giá bán là 850.000 đấy tất cả là đều sẽ được gián chữ tiếng Việt và dán chức năng cho các bác dễ dùng hơn. Tiếp theo em lên cho các bác một con uh, cao tần này. Con cao tần 1 lít của Jori này, vua nồi cơm Nhật đây này, với cái mã số là 600. Mã số 600 nhé cao tần 1 lít đời tám của Jori Ngoại hình của nó thì sẽ có những cái vết xước nhẹ cũng như là một vài cái vết cấn nhỏ nhỏ thôi. Đấy với cái mức giá là 480.000 mà đã bao ship cho các bác rồi đã dán chữ tiếng Việt như thế này đấy các bác này đấy các bác về các bác bấm nốt và nhìn các cái chức năng bằng tiếng Việt hết rồi thì gần như là là cái cách dùng nó nó thành một cái nồi Việt Nam rồi đấy nó giống như một cái nồi Việt Nam về cái cách sử dụng cho nên là nó rất là dễ nhá rất là dễ để mà sử dụng con này thì tình trạng là son của nó có nhiều cái vết xước nhẹ nhẹ đây đấy nó cũng có nhiều cái vết xước nhẹ nhẹ như thế này rồi nhưng mà với cái tình trạng như vậy thì cũng chưa bị dính cơm các bác nhá đấy cam kết cho các bác là sẽ chưa bị dính cơm đấy còn đối với cái nồi như thế này các bác mua về thì thật ra để mà bán cái phần vỏ phần xác hoạt động ngon lành thì nó cũng hơn 300 trăm nghìn rồi mà không phải bảo hành trong khi bán cái nồi mà nó chỉ bị xước một tí em vẫn cam kết bảo hành cho các bác và cơm ngon thì giá bán là 480.000 nghìn thôi nó là một cái sự lựa chọn để các bác mua thêm để các bác nấu dự phòng nhé các bác nấu dự phòng các bác nấu sơ cua nó rất là ok luôn tiếp theo là lên cho các bác một con nó đẹp hơn một tí này cũng là của Jory này với cái mã số là 601 này 601 này cao tần 1 lít đời 2014 này Đấy. cao tần 1 lít đời 2014 nhé của Jory nhé Đấy, con này chỉ có 500.000 thôi thì với cái giá 500.000 thì em vẫn nói với các bác rồi 500.000 thì mình phải chấp nhận một vài cái vết chấm như này Đấy. mình sẽ chấp nhận một vài cái vết chấm như vậy nhưng mà khẳng định với các bác là không bị dính cơm đối với tình trạng của cái son như thế này thì khẳng định với các bác là không bị dính cơm nhá nắp răng bên, bên trên đẹp đấy nắp răng bên trên đẹp đấy chứ còn uh, chúng ta cũng không nên trông chờ không nên trông chờ những cái sản phẩm gì mà nó rẻ tiền mà nó hoàn hảo được đâu đấy bởi vì cũng không có ai làm công không các bác để mà ra được một cái sản phẩm nấu cơm ngon cho các bác này mà giá thành nó hợp lý thì bắt buộc cũng phải bỏ công sức vào đấy Đấy, ví dụ con này nha 601, cao tần 1 lít đời 2014 và giá bán là 500 000 bao ship cho các bác. Tiếp tục em lên cho các bác một con uh, Panasonic này. Con này chỉ có 450 000 thôi. Đấy, 450 000 cho một con Panasonic nhá. Con này khẳng định với các bác là rất là lành bệnh luôn này, với cái mã số là 602 này. Đấy, cao tần 1 lít đời 2015. 450 000 nhá. 450.000 bao chip đã dán chữ tiếng Việt cho các bác xem này đã dán chữ tiếng Việt cho các bác này duy nhất là nó có bị một cái vết dạn ở cái chỗ màn hình này nhưng nó là cái vết dạn của cái phần nhựa bên ngoài chứ không phải là vết dạn ở cái phần mạch điện bên trong nhé cho nên là tất cả các chức năng hoạt động hoàn hảo và giá bán chỉ có 450.000 thôi nó bị ba cái vết chấm ở dưới đáy đây đấy nó bị ba cái vết chấm ở dưới đáy thì thật ra nó có chấm như vậy nhưng khẳng định với các bác là nó cũng không bị dính cơm và những cái bác mà đang có nhu cầu mua nồi để kho cá kho thịt các bác nấu cháo hầm xương thì các bác bỏ thêm vài trăm nghìn như thế này nó không đáng là bao nhiêu nhưng các bác được sở hữu một cái sản phẩm là công nghệ rất là cao của Nhật nó là nồi cao tần nhé nó là cao tần nghĩa là nó dùng từ trường để nó nấu cơm chứ không phải là hàng mâm nhiệt hàng mâm nhiệt thì nó lại khác Đấy, con này là 602 cao tần 1 lít đời 2015 và giá bán là 450.000 Đấy, hôm nay rất nhiều những cái mã hàng rẻ để cho các bác về trải nghiệm nhé. Rất nhiều những mã hàng rẻ về cho các bác trải nghiệm. Tiếp theo là con 603 này. 603 này. Cao tầng 1 lít đời 2014 của Tiger. Đấy, một cái con màu đen nhé. Vỏ con này thì nó có bị nhiều các cái vết xước. Cho nên là nhìn nó xấu một tí. Đấy, nhìn nó xấu nhưng con này nó có chế độ nấu cơm cháy này. Đấy, mặc dù là cháy của nó nó không giòn như mình nấu bếp bếp củi nhưng mà cái cháy của nó là cháy dẻo đấy các bác mà thích ăn cơm cháy dẻo thì các bác nấu con này cho với cái màu của nó là màu đen nó có bị nhiều cái vết xước rồi nhưng em đánh giá là con này là cái son của nó vẫn đang còn ok này nó cũng có những cái vết chấm li ti nó có những vết chấm li ti tuy nhiên là nó có cái hai cái tai nhựa hai bên nó rất là tiện khi mà các bác bê cơm ra đấy khi các bác bê cơm ra thì nó không bị nóng và cái phần nắp hơi của nó thì vẫn đang còn đẹp Đấy, nắp hơi con này nó đang còn đẹp nhá. một con Tiger. Tiger ta cúc. Thì cũng là Tiger ta cúc nhưng cái model của nó khác nhau hoàn toàn, nó có nhiều model và với nhiều cái phân khúc giá khác nhau. Đấy như con này là hàng gọi là giá bình dân này, đấy 550 000 nghìn nhá. Đây còn nếu như có bác thích con đẹp này, đấy cũng là Tiger ta cúc. Như con này đẹp này, đấy thấy chưa? Đẹp này, với cái mã số là 604 nhá. Đấy, 604 cao tần 1 lít đời 2014 và giá bán là một triệu hai thì em vẫn nói với các bác rồi tiền nào thì của nấy đấy những cái con với cái phân khúc giá từ 7 8 900 một triệu trở lên thì chắc chắn là các bác sẽ được sở hữu những cái sản phẩm đẹp đẹp không chỉ đẹp bên ngoài mà nó còn đẹp cả bên trong đấy. tổng thể con này đã đẹp bên ngoài rồi và cái son của nó con này thì gần như mới nhá son con này thì cam kết cho các bác là gần như mới này và cái cơm của thằng Tiger thì thường nó dai cơm đấy những bác nào mà thích ăn cơm khô cơm dai thì các bác chọn dòng tiger và nó cũng là một cái dòng mà khẳng định cái thương hiệu về cơm cháy đối với những loại son gốm thì cái chất cơm cháy của nó khác hoàn toàn với những cái hãng khác nhá đấy, nắp hơi bên trên nó đang còn đẹp này. đấy, nắp hơi đẹp ok nhá kể cả cái cái phần ủ ấm này cái lá ủ ấm bên trong của nó này, nó làm cái màu rất là độc đáo này đấy. một con tiger ta cúc và đối với cái thời gian chuẩn bị đến Tết thì các bác cũng nên sắm cho mình những cái nồi đẹp để mình dùng vào dịp Tết có khách có khứa thứ hai nữa là các bác làm quà làm quà cho người thân cho ông bà bố mẹ Đấy, món quà nó rất là ý nghĩa mặc dù cái giá trị của nó không không lớn nhưng nó lại đem lại một cái kết quả nó nó khá là là hợp lý cho các bác luôn mã 604 nhá một con cao tần một lít đời 2014 của Tiger Đấy, với giá bán là một triệu hai gọi là một con hàng đẹp Đây, một con hàng đẹp mã 604 tiếp tục là lên một con uh, Mitsu cấp với cái giá bình dân cho các bác này cao tần 1 lít đời 2015 này Đấy, cao tần 1 lít đời 2015 với giá bán là 550.000 550 550.000 nhé của Mitsubishi và con này là mã số của nó là 604 Đạ. 605 Đấy, 605 nhé cao tần 1 lít đời 2015 giá bán là 550.000 cái dòng cắp nách này thì được rất là nhiều các chị ưa chuộng bởi vì cái kiểu dáng của nó là nó sang trọng đấy, đặc biệt là để trong những cái gian bếp với cái thiết kế nội thất hiện đại thì nó rất là sang trọng trong một cái gian bếp và tình trạng con này thì cũng có những cái vết chấm nhẹ ở dưới đấy. đấy, chấm rất là li ti thôi, đấy, chấm rất là li ti các bác nhá. Đây là em để cái tình trạng khô thì các bác sẽ nhìn được thực tế, chứ nếu em dùng cái khăn ướt em lau đi thì các bác sẽ không phát hiện ra những cái chấm như vậy. Nhưng mà đối với cái cái, cái tình trạng như vậy thì con này đã nấu cơm và nó không bị dính các bác nhá đấy bởi vì cái cơm của nồi nhật em vẫn nói là nấu nó cái hạt cơm nó săn hạt cơm nó không bị uh, bị nát hạt cho nên là là cái tình trạng uh, dính cơm mặc dù nó có bị xước lòng nhưng nó cũng không không bị dính con này thì tiếc của nó là nó bị sứt hai cái tay nhựa hai bên này đấy hai bên này nó có bị sứt hai cái phần nhựa như này thì nó cũng không ảnh hưởng hết đến cái vấn vấn đề là nấu cơm đâu cũng như chất lượng của cơm nhưng nhìn thì nó xấu một tí thì con này gọi là là bán lỗ cho các bác 550.000 nhé mã 605 Đấy, cao tần 1 lít đời 2015 tiếp tục lên cho các bác một con Toshiba này cho bác nào mà thích ăn cơm ngon này. và đặc biệt là nó được nhiều cái sự đánh giá của khách hàng Đấy. 10 bác thì sẽ có 7 8 bác là chọn Toshiba nó là một cái dòng VIP nhé cái dòng VIP và kể cả nó cũng sẽ có nhiều cái phân khúc nó từ thấp đến cao chứ không phải là cứ một hãng lớn là chỉ có nồi đắt tiền đâu đấy mã số là 606 này cao tầng một lít đời 2012 với giá bán là 770.000 thì nó sẽ có những cái vết xước nhẹ Tuy nhiên là con này thì cái lòng nó đang còn đẹp này đấy. cái lòng của nó đang còn đẹp nhá lòng đang còn đẹp men đang còn gọi là rất là chất luôn đấy, cam kết cho các bác là không bị dính cơm đẹp cả trong cả ngoài đấy và cái nắp hơi bên trên thì đang còn xanh đét luôn đấy cái nắp hơi bên trên đang còn xanh đét và dài đấy. cái dòng dòng tô thì nói về cơm thì các bác không phải suy nghĩ về về cái chất cơm của Toshiba đấy đấy con này thì mặc dù là nó có bị một cái vải cái vết xước nhẹ nhẹ như này nhưng mà em thiên về nấu cơm ngon hơn đấy thiên về nấu cơm ngon hơn là ngoại hình Đấy, mã 606 nha. cao tầng 1 lít đời 2012 với giá bán là 770.000 tiếp tục là lên một con áp suất này một con áp suất một lít của Hitachi này một con màu đỏ nhá một con màu đỏ đấy con này là cái hàng steam tim cắt đây áp suất steam tim cắt áp suất sờ tim cắt này với cái mã số là 607 áp suất một lít đời 2014 và giá bán của nó là 950 nghìn đấy nó là một cái dòng vip mà nhiều shop người ta vẫn vẫn báo với các bác là 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 hàng cao cấp mười mấy triệu đấy nhưng không có đâu con này em chỉ bán cho các bác là 950.000 thôi và với cái giá 950.000 thì các bác sẽ được một cái nắp doang gần như mới tinh này cái nắp doang này phải nói là gần như mới tinh các bác nhá Đấy. mới tinh luôn nó rất là đẹp xanh và test không bị xì hơi nhá áp suất bi Đấy, một con áp suất bi đã test không bị xì hơi thì nó đảm bảo được các yếu tố của một cái nồi áp suất son thì cũng đẹp này song nó có những cái cái nó thiết kế những cái gai nổi ở bên dưới nhá, đấy nó có những cái gai nổi, đấy mục đích của nó là về cái này thì bên hãng nó sẽ có những cái giải trình về cái vấn đề thiết kế như vậy để làm sao mà khi nó đun cơm thì cái hạt cơm nó sẽ chuyển động, đấy chứ không nó không làm bằng phẳng như là một số cái model khác thì đánh giá con này là rất là đẹp này, đấy rất là đẹp nhá, đời 2014 như nó giống như một cái con hàng dùng lướt đẹp với cái giá là 950 000 nha các bác. Này đã test và không bị xì hơi nhé vì thực tế những cái con nồi áp suất mà test nó không bị xì hơi ấy, thì nó giá trị chứ còn những con mà test nó bị xì hơi ấy, thì nó cũng bình thường thôi em chỉ bán thanh lý cho các bác về kho cá kho thịt thôi đây tiếp tục là một con áp suất nữa này với mã số là 608 này con áp suất 1 lít đời 2013 của Toshiba nhé một con Toshiba vuông Toshiba vuông con này thì mặt đằng trước nhìn khá là ok này mặt đằng trước nhìn đẹp khá là ok chỉ có cái phần đằng sau này đấy cái phần đằng sau này là nó kiểu là nó bị để ở cửa sổ nó bị cái ánh nắng nó vào nhiều đó. nhìn nó bị bạc màu cái chỗ này đi nhưng mà tuy nhiên thì một con Toshiba và nó có chế độ áp suất và cũng như là con này thì có cái son nó rất là dày đấy cái son dày đẹp son hai ngấn này son hai ngấn dày đẹp cho các bác này son sóng nhá đấy và nói về men của Toshiba thì nó khá là dai cho nên là dùng cái cái son của Toshiba thì mình rất là yên tâm nắp hơi áp suất bi đang còn đẹp nhá Doang nó có hơi dấu hiệu ngã màu thôi đấy bởi vì doang của Toshiba thì, thì, thì nó còn như thế này là là những cái con nó rất là đẹp đấy, đấy. những cái con mà tình trạng nó còn như thế này là đẹp này áp suất nhá áp suất một lít đời 2013 với giá bán là 1 triệu tám và mã số của nó là 608 này. con này là không bị xì nhá con này em bao xì cho các bác này không xì này còn cái vấn đề xì hơi thì sẽ không dám bảo hành cho các bác nhá bởi vì các bác về các bác nếu mà các bác nấu cơm mà nó mà bị xì hơi thì các bác báo ngay về cho shop còn em sẽ không bảo hành cái vấn đề xì hơi cho các bác lâu dài được bởi vì trong cái quá trình sử dụng nó sẽ ra nhiều vấn đề chứ không riêng gì là, là 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 xì hơi đấy nhiều bác là cắm nhầm điện nhưng mà còn không biết là người nhà cắm nhưng mà mình lại không biết là cuối cùng thì cứ bảo là không cắm nhưng cái vấn đề đấy em tháo ra là em biết ngay Tiếp tục em lên cho các bác một con Mitsubishi Cup Nách này. Đấy, cao tầng 1 lít đời 2013. Với cái giá bán là 650 nghìn nhé. Đấy, 650 nghìn. Con này mã số là 609 này. Cao tầng 1 lít đời 2013. Vỏ nhựa màu trắng khá là đẹp. Đấy, rất là sang trọng trong những cái gian bếp hiện đại. Tình trạng là có một vài vết chấm ở dưới đáy đây. Đấy, sẽ có một vài cái vết chấm ở dưới đáy nhá, Sẽ có một vài vết chấm ở dưới đáy. Nhưng cam kết là không bị dinh cơm đấy là cái điều tuyệt vời nhất khi mà mình mua nồi cơm. Vì mua nồi cơm là chú trọng vào cái xoong bên trong và cũng như là cái nắp hơi bên trên nó còn đẹp hay không. Nó sẽ thể hiện được cái giá trị của cái nồi. Đấy. Ok chưa các bác? Thì ngoài những cái sản phẩm mà em quay video đó, em lên sóng đó, thì các bác mà cần cái nhu cầu về hàng gì thì các bác vui lòng là liên hệ với shop nhé liên hệ với shop Thọ Nhật Bãi qua hai cái số điện thoại em sẽ để trên màn hình cho các bác. Đấy, còn các bác gọi trực tiếp về hai cái số này. Cố gắng là kết bạn Zalo để em uh, quay video chi tiết hơn cho các bác, gửi báo giá cho các bác. Đấy còn uh, hàng thì tất cả sẽ đều là là bảo hành cho các bác trong vòng một tháng, sẽ dán chữ tiếng Việt. Kể cả như những con giá thấp hay là giá cao. Mã số 609 nhá, cao tần 1 lít đời 2013. Ngoài ra thì cái nồi áp suất thì em sẽ làm những cái video về nồi áp suất về bình thủy riêng để các bác có thể là là chọn được nhiều sản phẩm hơn cũng như là kể cả bếp từ